Hello mọi người, thì tối nay mình có ra thăm cá đó rồi mình cũng tách đẻ cho một số cá bể màu mái bụng to như cái dòng Metaluras này thì mình tách đẻ ra tới ba bé là đó, ba bé cá bụng khá là to. Tối nay đứng một chút xíu mũi dí dữ quá cho nên là mình vô mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ra mình thăm lại, tại vì hồi nãy mình cho cá ăn á, mình thấy có một bé cá mái này nè, bụng cũng được được nè, cho nên vớt lên coi coi có bầu rồi chưa. Nói chung muốn xác định cá có bầu chưa thì đối với dòng mắt đen á, những dòng cá mắt đen á, thì mọi người nhìn cái phần bụng cá mà lên màu đen là dính rồi này chưa nha. Bụng cá mà chưa có lên màu đen là chưa dính đó. Còn đối với những cái dòng cá mắt đỏ á, thì mọi người cũng xem bụng cá luôn. Đây qua đây thăm bầy phun rết này một chút xíu, sẵn coi coi có cá mái nào bụng căng căng không mình vớt ra mình tắt luôn nè. Có một nè mọi người đó, bụng được được á. Thì đối với những dòng cá bể màu mắt đỏ thì cá mái cái bụng đỏ là dính bầu, còn cá mái mà cái bụng mà còn vàng vàng là chưa dính bầu nha. Nè cái bụng này là đã dính nhưng mà ấy nè, màu hường hường chưa luôn, còn thấy trứng cơ mọi người thấy không, chưa luôn nha, chưa luôn nhưng mà có thể là đã dính rồi nhưng mà chưa có ấy thôi, chưa có mạnh á, dạng như trứng rồi chưa có phát triển dữ. Bầy phun rết trống của mình nè, sẵn với một bé trống hai bé trống mình ngắm chơi chút nè. Đuôi rất là dày nha mọi người, đuôi rất là dày, vây rất là dày. Sáng rồi cho cá ăn rồi xong xuôi rồi nha mọi người. Thấy có mấy cái khay cá cũng khá là dơ nè, cũng đang tính đi hút cặn nè. Này mới vô hút cặn cách đây một ngày thôi, mà này, hôm nay mấy cái bầy cá đông đông này là cái khay lại dơ nữa rồi. Bài này mình mới vừa cập nhật với lại mọi người đây mà, đúng không? Mùa này các bạn nuôi cá bé màu rồi cho cá ăn đồ cũng cẩn thận tí nha, tại vì nhất là mấy bạn mà dùng trùng á, mấy bạn mà nuôi cá ăn trùng rồi á, mình kỹ một chút xíu nè. Bài này mình mới vừa thả xuống nè mọi người. Cá đẻ ngày 18 tháng 5, deadline BDS cũng khá là đông, mới thả ra luôn đó các bạn. Hồ rồi mình ngâm mình mới thả nha. Này là Metaluras đẻ ngày, cá đẻ ngày 26 tháng 5. Bạn thấy 18 tháng 5, 26 tháng 5 cách nhau bao nhiêu ngày? 8 ngày. Nhưng mà cái bầy cá mắt đen này là đã dí kịp cái bầy cá mắt đỏ rồi. Bạn thấy không? Kịp đấy. Còn như nữa, thậm chí nhiều khi mình thấy cái bầy cá mắt đen còn nhỉnh hơn chút xíu. Đó. Những dòng cá mắt đỏ thì sẽ đẻ cá bột hơi nhỏ. Thậm chí là nhờ có một số trường hợp mình thấy là cá bột nhỏ xíu 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 luôn. Ngoài Actomia ra mình nghĩ chắc cô không ăn nổi cái gì đâu, thật sự luôn. Cho nên là các bạn nhìn cá mà các bạn quyết định cái loại thức ăn cho phù hợp nha, chủ yếu là phải vừa miệng cá con. Để mình rảnh rảnh rồi cái mình xong xuôi hết đi, tại vì mình còn thêm 9 hồ ở trên đây nữa mọi người. Với lại là ngày hôm nay mình sẽ làm xong 9 cái hồ này, xong xuôi hết đi rồi mình sẽ soạn cá rồi các kiểu mình báo giá cho mọi người ngắm cá với lại là xem tham khảo luôn nha. Cũng lâu lắm là mình không có làm mấy cái nội dung báo giá rồi với lại mọi người đấy, lâu ha anh em. Tính ra là cũng lần xuồng cũng gần cả năm chứ không có chơi đâu nha, cũng 6-7 tháng gì rồi, 6-7 tháng gì rồi là mình không có lên mấy cái nội dung báo giá rồi đúng không. Thì để mình xong xuôi hết đi ấy rồi mình chuẩn bị đồ ngon lành rồi các kiểu
rồi mình sẽ làm. Hôm nay mình cũng có đem vô nhà một số bầy cá bột nè mọi người. Ở đây mình có một bầy cá bột nguy cơ bị hư nè, mình thấy teo teo nè, với lại là hồi sáng này mình cho cá ăn á, mình thấy cá ăn cũng không được mạnh mẽ cho lắm, dạng như không được bu lắm á, thấy hơi teo teo sao á. Để mình dưỡng thêm ít bữa nữa coi coi nè, như mấy bé này là mình thấy là hư rồi nè, coi coi mình lọc lại mới được. Bầy này cũng khá là đông, hư cũng khá là ổn, mấy bầy còn lại thì ổn hết nha mọi người, mấy bầy còn lại thì khá là ổn. Nói chung vô mùa rồi nha các bạn, mấy cái cây đầu mùa này nè, thường thường á sáng nắng chiều mưa, mà mấy ngày mà không mưa thì ui cũng khó chịu, nấm bệnh cũng phát triển nhiều nữa mọi người. Mình còn nhiều việc lắm thật sự luôn, như cái bầy này là mình cần phải tách đóng máy rồi, một tháng rưỡi rồi cá đâu bắt đầu chịu với máy rồi nè anh em, cho nên phải tách đó. Tại vì mấy cái bầy này hơi, mình thấy cái dàn khung hơi nhỏ một tí, cho nên là mình bắt buộc mình phải tách sớm để mình thúc cho cái dàn khung lên một tí nữa, chứ để cái dàn khung nhỏ mà nhốt lâu chung cá máy lâu quá thì cái dàn khung sẽ không lớn nổi đó. Còn cái bầy này thì chưa, mình chưa thấy lên swallow, chắc không có, tỷ lệ không có swallow nhiều rồi, một hai bé thôi. Nói chung bầy này ra sọt, ra ngắn ngủn mà không có, không lấy lên swallow. Người ta rác nè mọi người, nhiễm đỏ nhưng mà đẹp lộng lẫy lắm, mình nói thật. Mời ta rét rác, đúng tên luôn nha, tại vì cái dòng rác này có dòng rét rác và dòng lưu rác, đẹp không? Rất đẹp. Ở cái dòng rác thì ngon lành với cái dáng của cái vây lưng, mình mê cái bộ vây lưng thật luôn. Nè, mình có cọp nè, cọp văn à, cá mái cũng nổi lên bông nữa kìa mọi người, thấy không? Các bạn để ý các bạn sẽ thấy cá mái cũng lên bông luôn á. Mình mới vừa dọn vệ sinh cái hồ này. Hồ này thì mình thả một bầy rất là swallow cách đây mấy ngày. Cá chưa, dạng chưa quen với loài hồ. Cái loại là mình mới thả mà mình để nó cao quá cho nên là cái đàn này cũng không được sung lắm. Thôi kệ, không sung nhưng mà miễn lớn đều, đừng có trục trặc gì xảy ra là được rồi. Mùa này là cá bột cũng dễ bị túm đuôi kim nha các bạn. Meta rất là. Ê, meta lô rát. Meta lát lai thì hiện sắp tới cũng sẽ có nhưng mà cũng chắc cũng không nhiều. Đó. Cái dòng đó mình cũng hơi trục trặc với cái dòng đó một chút xíu anh em. Nói chung cũng tại nhiều dòng quá cho nên là quản cũng không xuể mọi người. Đối với những anh em mà nuôi cá với nhiều dòng, với số lượng nhiều thì chắc chắn một điều là cái chuyện mà quán xuyến không xuể. Nội hút cặn thay nước thôi là cũng hết một ngày, nội mình hút cặn thay nước không là cũng hết một ngày. Rồi còn cho cá ăn, rồi còn kiểm tách trong mái, rồi còn tách đẻ, búa rồi xua hết. Đó, nhiều khi mình quản không xuể rồi cũng hư nhiều, cho nên là chủ yếu á, nếu mà các bạn làm một mình đó thì mình thấy các bạn nên làm vừa sức thôi, các bạn có thể làm vừa sức thôi, đừng có làm mà quá nhiều thì sẽ hư á, chứ bột hơi đường hết nè mọi người. Mình nói là cá bảy màu này mà các bạn làm nhiều quá, các bạn quản không sẽ là hư, mà kiểu mà từ bài này qua tới bài khác luôn á. Cái khoảng thời điểm mà trước đó mình nuôi cũng khá là ít, cho nên là mình quản sẽ á, là cá của mình ổn, ít có khi nào mà xảy ra vấn đề như cái kiểu này, nè cũng ít có khi nào mà xảy ra cái vụ mà ốm vậy. Nhưng mà từ khi mà mình nuôi nhiều á, nhiều khi mấy bầy cá bột mình cho ăn rồi mình cũng không quán xuyến sể, rồi cá bị mình không may như bầy này là mình cho ăn, mình thấy ăn ít nhưng mà vẫn còn bu ăn rồi các kiểu vầy, rồi cái mình lơ là cái mình quên luôn á, mình không có quan sát kỹ, mình không có xử lý luôn. Bài này mình cũng mới vừa thả nè mọi người, cá bơi mé trong đó các bạn thấy không, đây nè, đó mình mới vừa thả bài này,
Metarurat nha các bạn. Bên đây nè, Metarurat Lay nè. Đang ứng trống nè, bài này tách trống máy được rồi. Cỡ này mình tách được rồi nè. Có một cái bạn chỉ mình cái cách phân biệt trống máy khi mà cá còn quá nhỏ. Thì ở cái độ tuổi mà cá còn quá nhỏ mà các bạn phân biệt trống máy các bạn chưa thấy rõ, thì các bạn nhìn cái bụng cá trống, cá trống sẽ có cái ghim nhọn, còn cá máy thì cái sẽ có cái vây bầu nha mọi người. Đó, ngoài cái chuyện màu sắc, ngoài cái chuyện ấy đâu ra, cái độ mập ốm dài ngắn ra, thì cá trống dưới bụng á sẽ có một cái ghim, cái vây bụng nhọn và thuôn, còn cá máy sẽ có một cái vây bụng là tròn, tròn bầu, bầu tròn nha. Cái đó là cá máy chắc rồi đó. Còn một số trường hợp nửa nọ nửa kia thì cũng hơi khó hơn chút, phải nhìn kỹ mới được. Thôi bye bye, tạm biệt mọi người, hẹn lại các bạn vào tối ngày mai nha. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và mau lớn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình nhé.